Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái càng A của xe Honda HR-V 2015 đến 2019. Với cái càng ngày hôm nay em gửi tới mọi người là sản phẩm của công ty Honda tại Nhật Bản. Và mã phụ tùng của nó là 72950 gạch ngang SVKA gạch ngang A01. Với cái càng A này thì nó sẽ bao gồm là thân càng A này và cao su càng A trên, cao su càng A dưới và đã có rotin rồi, rotin càng A đây rồi. Đó. Cái sản phẩm được sản xuất đến 100% bằng hợp kim cao cấp. Phần cao su này thì nó bao gồm phần cao su và hợp kim này. Đó. Và phần rotin này thì là sản xuất 100% là cái rotin thì là sẽ là hợp kim. Chất liệu này thì đã được đơn vị sản xuất kiểm tra rất là kỹ càng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng rồi anh em nhé. Đây, thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái càng A của con Honda HR-V. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.